thân đó. Nhanh cho cháu thì cần gì? Mặt thân đó, tất cả người cái gì mình đặt? Một, hai, ba, bốn, năm. Đó là mặt thân đó. Chắc được mà nhận người thì cần gì? Cách thật, lòng hai lòng đó, hà hơn, thấu ngọc và cho bất cứ người mình đặt. Gọi là vô học nhân. Đó là lòng. Hai lần là ở chỗ nào? Mấy lần? À, 15 lần qua bốn. Một ngày, hai ngày, còn cái gì mà nói cái điểm thần biết là đâu? Ngày tháng đẹp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Một ngày, hai ngày, mười lăm ngày, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Đúng một phút có nghĩa là tiếp tục lần hai thở hơi cũng là 15 lần thở hơi, hai lần thở hơi cũng là 15 lần thở hơi. Đúng một phút kiểm tra cái gì lúc kiểm tra đi, có gì nhớ là khi đây chúng ta kiểm tra là mình thở trước thì khi lần đó chúng ta thở, khi lần ngược trở lại là kiểm tra tim trước. Bây giờ mặt không đập thì làm gì? À, tiếp tục lột ấy như vậy. Hai, mười năm, hai, mười năm, hai, mười năm, hai, mười năm. Lũ một phút kiểm tra là mặt không đập. Tiếp tục hai, mười năm, hai, mười năm. Một phút kiểm tra là mặt không đập. Lột ấy như vậy, hai, mười năm, hai, mười năm. Kiểm tra là mặt đập. À, mặt đập rồi nè. Lớn gì? Lớn gì? Bây giờ tôi biết mà tôi chỉ hắt nên là mang cái đường qua đấy không? Mới là hầu còn nhiều tiếng. Có nghĩa tôi thề đây là mặt đập đúng không? Như vậy là tôi đã qua bốn tiếng nặng nhân hầu hầu một tiếng đập. Bây giờ tôi muốn kiểm tra sức khỏe tôi cơ, ẩm cơ hầu một chưa nhá? Thì đồng ra không đó. Thì đồng ra chỉ hòa hơn vẫn còn nhớ đừng chỉ hòa. Yếu cái chi mình bầu cái nát 16 thì có mặt đây kiểm tra không có dấu hiệu lên tiếp 16 thì có mặt không có lên tiếp 16 thì không có lên tiếp cho thấy cái kiểm tra có dấu hiệu má mình hơi đắp tiếng là tàu hẹn không có tàu hẹn nữa là không có đường lên lúc chưa coi cái dễ thầu bây giờ cái gì nữa các anh chị phải ngồi với nạn nhân có nghĩa là các chị lợi nạn nhân hầu một lần các anh chị phải ngồi với nạn nhân cho nên thêm nạn nhân tỉnh không được bỏ nạn nhân. Bây giờ lý do của nó lý do là tôi phải đi họ đám cưới hay là tôi phải giờ là tôi phải đi tập quốc.